Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Khi lại chú heo con trông giống voi, những hình án về một loài động vật đột biến gen ở Campuchia nhìn giống như được lai giữa heo và voi vừa được đăng tải. Con heo con xuất hiện ở tỉnh Paramount, Campuchia có màu hồng giống như những con heo bình thường, chỉ có điều nó có cái vòi dài và tay rộng giống như một con voi. Trong các bức ảnh do người dân chụp lại, con vật ngoài hơn bị biến dạng còn có vẻ gây go, ủ rũ và không mở được mắt. Hiện tại chưa rõ con heo kỳ lạ trên còn sống hay đã chết và điều gì đã gây ra bộ dạng kỳ quặc của nó. Vào năm 2014, một con heo với hình dạng tương tự cũng được sinh ra ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, nhưng chỉ sống sót được 2 giờ đồng hồ bởi nó không có miệng của con vật trên một người nông dân đã đông lạnh con heo và đưa cho những người khác xem. Khi là con heo này được sinh ra cùng 7 con khác, nhưng những anh chị em của nó đều hoàn toàn bình thường. Bỏ ra 44 tỷ mua một con chim bồ câu chiến, dân sàn chơi nhìn qua là hiểu ngay nguyên do. 44 tỷ đồng đối với nhiều người mà nói là cả một gia tài, nhưng với giới đại gia, số tiền đó chỉ dùng để mua một con chim bồ câu mà thôi. Tuần vừa rồi, một nàng chim bồ câu của Mỹ có tên gọi là Niêu Kim đã bán với giá kỷ lục 1,6 triệu euro, tương đương hơn 44 tỷ đồng. Được biết, chủ nhân mới của chim bồ câu chiến này là một đại gia đến từ Trung Quốc. Trước đó, bồ câu chiến này đã được đưa lên sàn đấu giá trong suốt 2 tuần. Mức giá cho con chim bồ câu này đã lên tới 1,32 triệu euro so với giá khởi điểm trong nửa giờ trước khi cuộc đấu giá kết thúc, hai nhà đấu giá người Trung Quốc với bí danh Super Duper và Hipman đã có một trận quyết chiến để giành được quyền mua New Kim. Kết quả người mua có bí danh Super Duper đã giành chiến thắng với khoản tiền bỏ ra cực khủng là 1,6 triệu euro. New Kim là một con bồ câu 3 tuổi được bầu chọn bồ câu chiến tài năng nhất nước Mỹ. Tiếc rằng hiện tại New Kim không còn tham gia các cuộc đua. Con bồ câu này được lây giống bởi gắt Tuân Văn một nhà chăn nuôi chim bồ câu nổi tiếng nước mỹ. Điều bất ngờ là gatton cũng rất ngạc nhiên khi biết mức giá cuối cùng dành cho con cưng của mình. Trước kia những cuộc đua dành cho chim bồ câu từng là một trong những môn thể thao phổ biến nhất nước mỹ. Tuy nhiên trào lưu này đã dần mai một từ giữa thế kỷ trước. Hiện tại hiệp hội chim bồ câu bỉ chỉ còn 18.000 thành viên thấp hơn nhiều so với con số 250.000 thành viên trước kia. Nhưng thực tế, người dân nước này vẫn được coi là những nhà chăn nuôi chim bồ câu giỏi nhất trên thế giới, thu hút sự chú ý của những khách mua giàu có đến từ Trung Quốc. Xét về ngoại hình, New Kim không sẵn được với những loài chim có diện mạo kiêu kỳ khác, nhưng xét về mặt giá trị, rõ ràng bồ câu này đã vượt xa các loài anh em khác nhờ lịch sử chinh chiến vang dội một thời.